Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo báo Chính phủ, ngày 6 tháng 3, Bộ Công an thông báo về hai tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Đầu tiên là tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng Anh là Wagner Support Group, viết tắt MSGI. Bộ Công an cho biết, tổ chức này do các đối tượng Imut Mlo và Idren Bzap, nguyên là thành viên tổ chức Quỹ Người Thượng MFI ở Mỹ, tuyên bố thành lập năm 2011. Tổ chức này hoạt động theo phương thức bạo động, chủ trương móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số, tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn, vũ trang, tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước Dega ở Tây Nguyên. Thứ hai là tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý, có tên tiếng Anh là Montagner Stand for Justice, MSFG, do các đối tượng Y Quỳnh Bzap, Y Phích Hrut, Y Phơ Hrut, Y Aron Eban, thành lập tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. Theo Bộ Công an, MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền lôi kéo tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động, tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Cụ thể hơn về hai tổ chức này, báo Tuổi Trẻ thông tin. Một là tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng, tên tiếng Anh là Montagner Support Group, viết tắt là MSJI, do các đối tượng Imut Mlo và Idren Bzap, nguyên là thành viên tổ chức Quỹ Người Thượng MFI ở Mỹ, tuyên bố thành lập năm 2011 nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Trụ sở đặt tại p.o.box668843 Charlotte, NC28266 USA, các kênh truyền thông gồm www.montanatsupportgrowup.blogspot.com. Montana Support Group, đối tượng cầm đầu chỉ huy Imut Mlo, sinh năm 1960 tại Đắk Lắk, chủ tịch Idren Bzap, phó chủ tịch Ibion Mlo, phụ trách đối ngoại Ilhu Bza, phụ trách truyền thông, và các thành viên cốt cán khác gồm Ichit Nie, sinh năm 1968 tại Đắk Lắk, Ichang Bja, sinh năm 1984 tại Đắk Nông, Y Bé Eban, sinh năm 1982 tại Đắk Nông, Y Nien Ya, sinh năm 1977 tại Đắk Nông, Y So Nie, sinh năm 1979 tại Đắk Lắk. MSJI hoạt động theo phương thức bạo động, chủ trương lôi kéo tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang, tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai tự trị, thành lập nhà nước Dega ở Tây Nguyên. 2. Tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý có tên tiếng Anh là Montagner Stand for Justice, MSFJ, do các đối tượng Y Quỳnh Bzap, Y Phin Hrut, Y Phơ Hrut, Y Adron Eban, Hơ Sarina Krong, Hơ Telun Bzap, Y Ruin Knut, Hơ Mala Drut, thành lập tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. Trụ sở số 49/312 Grauratana, Soi 6, Bangkrat Phatana, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, 11110, Thái Lan. Trang web và các kênh truyền thông fsjustice.org, Montagner Start for Justice, Người Thượng Vì Công Lý, Clay Kpa Enoke Anak Khũng Chiang, BHRM Montagner, FSFJ TV. Đối tượng cầm đầu chỉ huy Y Quỳnh Bzap, sinh năm 1992, tại xã Yêu Bồ Hô, huyện Cư Cụ In, tỉnh Đắk Lắk, quốc tịch Việt Nam. Y Phi Hồ Đốt, sinh năm 1993 tại Buôn Mờ Rút, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Y Phơ Hờ Ru, sinh năm 1979 tại Buôn Ea Khít, xã Ea Bờ Hô, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Hơ Báp Krong, sinh năm 1987 tại Buôn Krang, xã Cư Bao,
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Yaron Eban, sinh năm 1985 tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động, tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Thông tin cụ thể về tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng MSJI và tổ chức khủng bố người thượng vì công lý MSFJ, lý lịch cá nhân các đối tượng cầm đầu cốt cán, bản án xét xử vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk được công bố chi tiết tại website Bộ Công an. Nhóm hỗ trợ người thượng MSJI và người thượng vì công lý MSFG là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng MSJI và người thượng vì công lý MSFG tham gia các khóa đào tạo huấn luyện nhóm hỗ trợ người thượng MSJI và người thượng vì công lý MSFJ tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của nhóm hỗ trợ người thượng MSJI và người thượng vì công lý MSFG là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày 18 tháng 1, phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Cờ Tu và Ea Tiêu khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, bước sang phần tranh luận. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ tài liệu thu thập được, cũng như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định pháp y, giám định tư pháp, dữ liệu, camera an ninh. Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là đúng người đúng tội. Theo đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bị cáo, các thành viên tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng MSGI ở Hoa Kỳ và nhóm người thượng vì công lý MSFG ở Thái Lan đã thường xuyên móc nối, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk và các địa phương lân cận thành lập tổ chức khủng bố lính DEGA, thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các bị cáo thuộc nhóm phản động lưu vong ở Mỹ là Imut Melo, Ibut Eban, Inie Esa, Ikunie, Ichang Bia và Iquing Bidap đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt, đã kích động lôi kéo dụ dỗ các bị cáo khác tham gia tổ chức phản động. Quá trình xét xử, tòa đã công bố hành vi phạm tội của 6 người này, xác định việc điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phạm tội và truy tố là đúng quy định của pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, H. Nguyen Eban và Isonie có vai trò cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, sát hại 9 người, làm bị thương nhiều người khác, hủy hoại nhiều tài sản nên cần xử lý nghiêm. Những người này chỉ đạo thì các bị cáo khác mới phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình đối với H. Nguyen Eban và Isonie về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 113 Bộ luật hình sự. Bị xác định vai trò đồng phạm giúp sức tích cực 11 bị cáo: Itho Ayun, Ichang Nie, Isu Nie, Itim Nie, Ichun Nie, Inosil, Nay Yen, Isop Melo, Isik, Isik Kabuo, Iso Aru, Ifon Nie bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Đối với 40 bị cáo còn lại bị truy tố cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị 10 người mức án 18 đến 20 năm tù, 30 người 7 đến 15 năm tù. Ở nhóm tội khủng bố, 45 người bị đề nghị 4 đến 11 năm tù. Trong đó, 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài là Imut Melo, Iquing Bidap bị đề nghị 10 đến 11 năm tù, Ibut Eban, Inie Esa, Ikunie, Ichang Bia bị đề nghị 8 đến 9 năm tù. Liên quan vụ án, Lê Văn Nghĩa bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Bị cáo Ikunie Bia 12 đến 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại, đại diện hợp pháp của các bị hại các chi phí cứu chữa mai táng, thiệt hại về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tu, Ea Tiêu.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!